hay là hình đi thăm vườn bưởi tại Khánh Thành, Khánh Vĩnh. Không, em vô. Em vườn bưởi nè. Bên kia là đây có bưởi rụng luôn kìa. Đường bưởi nhà mình. Nhưng mà em thấy bưởi hơi cao nha. Anh Long ơi. Anh Long, mấy cái này anh hái nè. Nè. Hái này như chị xuống có cái gì? Hái từ dưới đó hái lên. Hả? Cái trái bưởi này nè. Ờ, trái bưởi này cao quá mà. Đây nè. À, đó. Hưng leo đi Hưng. Đây cái này nè. Ông anh mình sẽ hái bưởi. Sao hái được? Leo lên hái. Leo hái được không? Đủ khoảng đủ. Giờ phải ơi, về. Giờ nghe anh kéo xuống hồ. Không. Ai sẽ chờ lên dây anh này xong bớt xuống. Đứa nặng, nặng lắm người ơi. Anh cô len vậy kìa. Để ở trong kia một đống luôn kìa. Ồ, một cặp luôn kìa. Nhiều quá trời ngon kìa. Ê mình. Ê mình tìm cái cây mình khèo nó xuống được không? Được, đi tìm cái cây đi. Cây đâu tìm? Cây này chín chưa chị? Chín rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Mà. Này ai cái tên luôn đi là thông thôi. Nặng lắm người ơi. Nặng lắm. Ở chung cái vườn này mình. Chứ cái gì mày xem mình chém được hồ to to không được. To to không à. Để tôi tìm nó đi cho. Anh lên anh hái mớ trên đây luôn nè anh ơi. Nhưng mà ý là anh coi chỗ đây nha. Dài á nha. Đây, bước qua đây, bước từ đây, bước từ chỗ đây dễ hơn nè. Từ đây nè, anh thấy nhớ bữa bà Long không? Bà Long như khủy thế không? Bà Long mà cũng đến đây rồi hả? Đâu? Chứ hái cũng có mớ. Bà Long là lúc mà trước Tết á. À. Ấy, mở thập cường luôn, cường ta bắt bà vô. Chiến hả? Chiến không à? Hồ quá trời. Không, anh lạng lên chỗ cái nhà thằng đó, xong anh ở phía sau nhà nó có cái cây á. Ủa biết sao nhà nó có cái... Đúng rồi, đi, đi tìm mấy trái thấp. Thấp bị đi xuống nó, mấy một mét cái thấp như đây này. Ồ, thế nhớ có một mớ luôn hả? Trời ơi, cái vườn của người ta. Vườn của người ta xếp vườn của người ta. Ồ, vậy hả? Được rồi. Kìa kìa, trái kia hái được kìa. Đi, em biết xong đi hái mấy lần rồi nhớ. Bữa nay kìa. Kìa kìa, vàng luôn kìa. Ồ trời ơi. Xoài nhà mình đó nè. Ồ, xoài nhà mình nhưng mà mình chưa có trái nha. Mấy trái này dè năng dè hết rồi nè. Ê, chẳng hạn trái này. Chẳng hạn trái này. Kìa thấy nó vàng khè luôn cơ. Ê là ông thầy không có không lên. Cái này siêu già nè. Ô trời ơi Thí ơi. Thí ơi Thí trái này được không? Chị trái này được không? Kìa, trái mấy trái này nó dạ hết rồi. Về luôn hả? Quay. Giờ thấy đi hái nè, hai bữa nè. Nó bị hư không thấy? Nó rụng đầy luôn á. Ý da trời ơi. Trời ơi, cái trái bữa kia thấy. Vườn nhà mình hôm qua đi qua về vườn người ta nè. Cố lên. Kìa chị Lan cái trái nhỏ nhỏ kìa. Bưởi rụng nhiều ghê. Ê cái này có bao hái đúng bữa thôi à. Chị Lan, chị Lan.